Xin kính chào các bác nhé. Hôm nay video tiếp theo của em là em sẽ ghép cải tạo của cái gốc táo. Thì là thưa với tất cả các bác, thì trước mắt các bác đây là một cây táo, gọi là một gốc táo nhé. Gốc táo năm vừa rồi em sơ ý không để ý ấy, các bác. Các bác trồng táo thì trồng táo lâu năm và có kinh nghiệm thì biết rồi. Còn những em video này dành cho những bác nào mới trồng nhé, các bác nhé. Mới trồng là rất dễ gặp phải và trồng với số lượng ít đấy. Cây táo khi mua cây giống về, mua bất kỳ cứ cái cây giống ở đâu cũng thế, thì là lúc mới bắt đầu về trồng ấy thì cây nó phát triển rất mạnh các bác nhé, cây táo ấy. Đó, các bác nhìn thấy không? Đó, những cái gốc táo của em này. Đó. Đấy nhá. Nó phát triển rất mạnh nhá. Trong khi đó thì các bác phải nhớ là sẽ cắt bỏ những cái cành mà nó mọc ở bên dưới mắt ghép ấy các bác. Đây, đây chính là cái gốc táo mà em đã cắt bỏ cái mắt ghép. Đây, đây là cái mắt chính nó đây này. Đây. Đó, đây là cây cây gốc nữa, đây là cây táo dại các bác nhá. Còn đây là cái gốc ghép đây, các bác thấy không? Đây, cái chỗ này là mắt ghép chính nó. Đó, mình sẽ không, cái lúc mà cắt bỏ không để ý ấy, thì một thời gian cái cây cây mắt cái gốc ấy, cái gốc là gốc táo dại này, nó chồi nó mọc lên ấy, mà mình không cắt đi ấy, nó sẽ làm chết đi cái mắt ghép này. Đó, và rồi là nó đã chết đi, nó yếu đi là nó chết đi, nó nuôi thân chính này. Thì em lúc đấy là em phát hiện ra là em vẫn để nguyên như vậy để tại sao, để vì là để cho cây nó khỏe lớn lên ấy, thì bắt đầu giờ mình bắt đầu tiến hành mình ghép, chứ đừng đào đi phí nhá các bác nhá. Bây giờ gốc nó đã khỏe như vậy rồi thì mình ghép vào thì nó sẽ phát triển nhanh hơn là cái cây mình trồng mới. Còn đối với mắt ghép thì là tùy thôi, các bác thích giống gì thì các bác ghép loại đấy. Em thì có nghiên cứu được nhiều giống táo. Đây, đây là những cái cây, đây là những cái mắt ghép mà em đi lấy ở những cái cây, ở những cái cây mà nó quả nó ăn ngon ngọt giòn nhá các bác nhá. Những cái cây mà quả nó nhớt nhếch ấy thì là mình không ấy. Em mấy cái cành này là em không phải lấy ở vườn này, em lấy ở vườn ngoài vào nhá các bác. Đó, nó sẽ khác ở vườn này. Thì hôm nay em sẽ bây giờ em sẽ tiến hành ghép. Ghép thì em sẽ cắt gốc ở đây. Tiện thể thì mấy hôm nữa em sẽ cắt gốc luôn. Em sẽ cắt gốc cái vườn táo luôn. Thì các bác theo dõi em nhé, em sẽ tiến hành ghép. Ở đó các bác nhé, em xin lỗi là em chỉ nói giới thiệu sơ qua thôi, bởi vì là em điện thoại em cầm trên tay để em quay ấy, thì em tạm dừng thì em mới bắt đầu làm. Thì thao tác nó chỉ mất khoảng, các bác mà làm quen ấy thì nó chỉ mất khoảng 30 giây thôi, cứ gọi 1 phút đi. Như như em thì làm nó cũng chật vật, không được nhanh cho lắm, bởi vì em không chuyên về ghép cây cho lắm. Nhưng mà cũng mầy mò ghép cam quýt, mít dừa, mít bưởi các kiểu rồi. Thì sơ sơ thì cái táo thì em thì cũng nói luôn là em ghép thành công được có mười mấy cây rồi các bác. Thì nó lại không ở trong cái vườn này. Thì các bác nhớ đúng chỗ này nhé, đúng địa điểm này, đúng cái chỗ video này. Hôm nay em làm, em quay video, các bác đăng ký kênh để xem video sau, xem cây nó phát triển như nào nhé. Và xem cách ghép của em nó có thành công không. Em giới thiệu sơ qua này. Thì là như lúc nãy em giới thiệu nhé, đây, cái gốc em đã cưa đi đây. Thì là em ghép cây như này để em ghép nêm các bác. Cây cành với gốc ghép nó to bằng ngón chân cái này. Kể cả nó to hơn nữa, các bác sẽ cắt một đoạn cành vào khoảng 5-7 phân nhé. Nó giờ tầm khoảng 3 cái mắt các bác nhé. Một mắt đây, một mắt trên này, một mắt đây, một mắt trên này. Nó vào 3 cái mắt. Đó, nó sẽ có 3 cái mắt. Đó, còn cái ghép thì em ghép nêm. Quấn kín là được. Đây các bác nhé. Thấy không? Tỷ lệ thành công thì em nghĩ nó sẽ đạt khoảng 80-90%. Đó. Còn cái mắt ghép này các bác, em giới thiệu với các bác này, cái mắt ghép này các bác nên lấy những cái mắt mà ví dụ cành nó đẹp một tí nhá. Ví dụ cành nó chỉ ra cái lá, nó cái nách nó
cái nách nó chưa ra cành nhá, cái nách nó chỉ có nách lá thôi nhá, đừng có lấy cái cành mà nó bật cành rồi. Đó, em đã ghép được cái này. Đó. Trong mỗi mắt cứ các bác cứ dành 1 phút để ghép đi cũng được. Đây, lúc này cũng vậy này. Đó, đó là ghép nêm nhé các bác nhé. Em ghép nó hơi cao bởi vì là đây nó giờ tầm 20 phân chưa đến mười mấy phân, vì là mình ghép nó ở tại cái gốc này nên là ghép chưa 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 có kỹ thuật chuyên nghiệp mấy nên là ghép nó khó, thì lúc đấy sẽ cắt cao cao để cho cái tư thế ghép của mình nó dễ thôi. Okay. Rồi, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi video em đến đây. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Để xem những video tiếp theo của em tiếp tục là hành trình ghép. Chào tất cả các bác này.